thời gian qua rất nhiều khách hàng hỏi bác sĩ về retinol, tretinol thì bác sĩ mới nhận ra là đa số chúng ta đều rất mong muốn dùng retinol nhưng lại chưa có sự hiểu biết đầy đủ về nó. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bác sĩ giải đáp những thắc mắc quanh chủ đề này. Retinol như chúng ta thường nghe thấy hay là thường được dùng trong mỹ phẩm là một trong những cái chất nằm chung trong một nhóm được người ta gọi là retinoid. Retinoid là một cái họ gồm những cái hợp chất bao gồm vitamin A và những cái dẫn xuất của vitamin A. Dẫn xuất tức là gì? Dẫn xuất tức là những cái hợp chất mà có nguồn gốc từ vitamin A hoặc là có cấu trúc hoặc là chức năng tương tự như vitamin A. Học viện Da liễu Hoa Kỳ và Diễn đàn Da liễu Châu Âu đã tuyên bố rằng retinol có vai trò thiết yếu trong điều trị mụn trứng cá vì nó có tác dụng tiêu mụn, giải quyết tổn thương tiền mụn trứng cá, chống viêm, điều trị sẹo mụn hay tăng sắc tố do mụn, điều trị các tổn thương tăng sắc tố bằng cách ức chế quá trình vận chuyển sắc tố trong da và đẩy nhanh quá trình thay thế biểu bì, làm thông thoáng lỗ chân lông bằng cách bình thường hóa quá trình bong vẩy, giảm sự tăng sinh tế bào sừng và thúc đẩy quá trình biệt hóa, tăng sinh collagen, tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa rối loạn sắc tố, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da. Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên thì hiện nay retinol càng ngày càng được các bác sĩ da liễu khuyên dùng, nhưng kèm theo đó là một số nhược điểm chúng ta nên biết. Retinol có nhược điểm là dễ bị phân hủy, kém ổn định, khó bảo quản dưới ánh sáng và nhiệt độ không khí thì dễ bị phân hủy và không còn hoạt tính. Để khắc phục nhược điểm này của retinol thì người ta đã có những kỹ thuật là bao bọc retinol tinh khiết vào trong những cái nang, hay còn gọi là công nghệ nang hóa retinol. Công nghệ này có hai kỹ thuật nổi trội là micro emulsion hay còn gọi là vi nhũ tương và oleosome nang hóa, hoặc người ta cũng sử dụng các dẫn xuất khác của retinol để khắc phục nhược điểm. Chúng ta không cần phải hiểu rõ hết về các công nghệ này, nhưng chúng ta có thể hiểu là để một sản phẩm chứa retinol sử dụng lâu dài mà vẫn không bị mất hoạt tính hoặc không bị phân hủy theo thời gian sử dụng thì thương hiệu sản phẩm đó phải có công nghệ sản xuất chất lượng nhằm đảm bảo tính ổn định của sản phẩm. Sản phẩm thì phải ổn định theo thời gian sau khi mở nắp thì mới có thể phát huy được những tác dụng tuyệt vời như đã nêu ở trên. Retinol và tretinol khác nhau ra sao? Ok, chúng ta hãy cùng nhìn. Giả sử ở đây là một cái làn da của chúng ta. Ở đây là một cái lớp tế bào nằm phía trên cùng của làn da. Thì ở đây chúng ta có cái sản phẩm bôi mà chúng ta hay có là retinol. Còn ở bên này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà chúng ta hay gọi đó là tretinoin. Thì cái tretinoin này còn được gọi với cái tên khoa học đó chính là retinoic acid. Thì khi chúng ta bôi retinol này vào da, thì khi mà vào da thì nó có thể có hai con đường. Một là nó sẽ chuyển thành một cái dạng dự trữ, người ta gọi nó là retinoic este, hoặc là nó có một con đường thứ hai là nó phải chuyển hóa lại thành tretinoin. Thì chúng ta phải biết là trong tế bào của chúng ta chỉ có một cái dạng tretinoin này là cái dạng mà sẽ được gắn với protein, và đây sẽ là cái dạng mà có tác dụng ở trong tế bào của chúng ta. Còn đối với dạng retinol như chúng ta đã nói thì retinol này chỉ có thể chuyển hóa lại thành dạng dự trữ hoặc là phải qua một bước chuyển hóa lại thành tretinoin thì mới có tác dụng được. Từ đây chúng ta thấy là gì? Đối với dạng tretinoin khi mà chúng ta bôi thì nó sẽ trực tiếp nó gây tác động lên da ngay lập tức, nó không cần qua một cái dạng chuyển hóa nào, cho nên khi mà bôi retinoin thì nó sẽ có tác dụng liền. Còn ngược lại, đối với retinol khi mà chúng ta bôi vào da thì nó phải chuyển hóa lại thành một cái dạng là retinoic acid hay còn gọi là tretinoin, cho nên cái tác dụng của retinol nó sẽ chậm hơn so với retinoin. Nhưng ngược lại, retinol nó có thể chuyển hóa lại thành một cái dạng dự trữ. Điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta bôi một cái lượng rất là nhiều lên da thì giả sử mà da chúng ta không dùng hết thì nó có thể chuyển hóa lại thành dạng dự trữ không có tác dụng, nên khi mà chúng ta bôi retinol thì cái tác dụng phụ của nó sẽ ít hơn. Còn đối với tretinoin khi mà chúng ta bôi vào da thì chúng ta bôi hàm lượng bao nhiêu, liều lượng bao nhiêu thì tất cả cái lượng mà chúng ta bôi vào đều sẽ có tác dụng, nên khi mà chúng ta bôi tretinoin nó sẽ có cái tác dụng phụ rất là nhiều hơn, chẳng hạn như là bị đỏ da, bị bong da, tróc da, rát da. Còn đối với retinol thì khi chúng ta bôi vào da thì thường đa số là ít có tác dụng phụ hơn. Chính vì vậy mà trên thực tế hiện nay chúng ta thấy tretinoin có những cái dạng hàm lượng nó rất là nhỏ, chẳng hạn như là hàm lượng nó là 0.025, hàm lượng là 0.05, hay là hàm lượng là 0.1%. Còn đối với retinol thì chúng ta thấy những cái hàm lượng nó lớn hơn, chẳng hạn như là hàm lượng 0.5%, hàm lượng 1%. Điều đó cho thấy nếu như chúng ta muốn sử dụng lâu dài không có tác dụng phụ thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng dạng retinol, nó sẽ tốt hơn và ít tác dụng phụ hơn so với lại tretinoin. Như bác sĩ đã phân tích ở trên thì retinol là một hợp chất có thể kích ứng da,
như là đỏ da, rát da, bong da, mặc dù với tỷ lệ thấp, nên khi mới bắt đầu dùng chúng ta có thể bắt đầu với một lượng nhỏ trước khi dùng khắp mặt, tức là chúng ta có thể dùng một bên má cho ngày đầu tiên. Nếu sau ngày đầu tiên không có tác dụng phụ thì có thể dùng hai bên má và cho cả mặt vào ngày hôm sau. Chúng ta có thể chọn nồng độ bắt đầu thấp, chẳng hạn như nồng độ 0.25% hay nồng độ 0.5% thời gian đầu, là dùng mỗi 2-3 ngày một tuần. Sau 2-4 tuần có thể tăng lên thành dùng cách ngày, và sau 1 tháng có thể tăng lên thành dùng mỗi ngày. Kết hợp với các loại mỹ phẩm khác cũng là một vấn đề mà bác sĩ rất hay nhận được. Mặc dù retinol có thể ít có tác dụng phụ, nhưng khi chúng ta muốn dùng kết hợp với những sản phẩm khác cũng có tính chất kích ứng da, chẳng hạn như AHA, BHA, vitamin C, thì chúng ta nên dùng các sản phẩm này vào buổi sáng và dùng retinol vào buổi tối. Còn nếu muốn dùng với niacinamide thì nên dùng cách retinol khoảng 10-15 phút. Và chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng retinol có thể cần từ 1-2 tháng để bắt đầu thấy hiệu quả. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Chúng ta có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.